Mai Phương mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk ngày 4 tháng 1 đã đăng một video cho thấy khói bốc lên từ vụ nổ gần thành phố Sevastopol, nơi đóng trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Ông nói đó là kết quả của hoạt động tác chiến hoàn hảo và chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội. Theo đó, một căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Yevpatoria đã bị tấn công. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào rạng sáng 5 tháng 1, Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công của Ukraine bằng máy bay không người lái UAV nhắm vào các cơ sở hạ tầng ở bán đảo Crimea. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 36 UAV ở không phận Crimea và một chiếc khác ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng Moscow đã phá hủy 10 tên lửa bay tới bán đảo Crimea. Quan chức thành phố Saki, nơi có căn cứ không quân ở phía bắc Sevastopol, cho biết một số cuộc không kích của Ukraine vào khu vực này đã bị đẩy lùi. Các blogger Ukraine và các kênh Telegram không chính thức nói rằng các đơn vị phòng không của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở eo biển Kerch, trên bờ biển phía đông Crimea và tại cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen. Không chỉ có các hoạt động tấn công trên tiền tuyến, mà như quý vị đã biết, Ukraine đã nhiều lần tổ chức những cuộc tấn công phá hoại trang thiết bị vũ khí của Nga sâu trong hậu phương. Mới đây, tình báo quốc phòng Ukraine đã úp mở khoe một chiến công mới, đó là đốt cháy một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga tại một sân bay cách Ukraine đến 2.000 km. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR hôm 4 tháng 1 nói một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã bốc cháy trong đêm trước tại căn cứ không quân Sagol ở Chelyabinsk của Nga. Cơ quan này công bố một video cho thấy một máy bay dường như đang bị đốt cháy, tuy nhiên lại không tuyên bố nhận trách nhiệm mà nói rằng nguyên nhân máy bay bốc cháy đang được xác định. HUR nói máy bay bị cháy trụi, tuy nhiên đoạn phim không cho thấy rõ ràng mức độ thiệt hại của chiếc máy bay trị giá ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ. HUR cho biết chiếc máy bay này thuộc sư đoàn hàng không hỗn hợp số 21 của không quân Nga. Tỉnh Chelyabinsk nằm cách biên giới Ukraine gần 2.000 km về phía đông. Nga chưa có thông tin chính thức về vụ việc. Trang The Kiev Independent cho hay trước đó còn có thông tin Ukraine tiến hành các vụ tấn công phá hoại hạ tầng xa hơn về phía đông trong lãnh thổ Nga, như vụ khiến một đoàn tàu hàng chật bánh vào hôm 1 tháng 12 năm 2023 tại Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, cách Ukraine gần 5.000 km. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk hôm 22 tháng 12 năm 2023 tuyên bố rằng các binh sĩ nước này đã bắn hạ 3 chiếc Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam. 3 ngày sau đó, không quân Ukraine cho biết đã hạ thêm một chiếc Su-34 cùng một chiếc Su-30 của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Mỹ cho rằng Nga đã giảm hoạt động trên không sau chuỗi tổn thất máy bay trên. Bộ Quốc phòng Nga trong một báo cáo thường niên về hoạt động năm 2023 cho biết có tổng cộng hơn 13.500 lính đánh thuê đã đến Ukraine. Theo báo cáo này, lực lượng Nga đã hạ hơn 5.900 lính đánh thuê, hơn 5.600 người đã rời Ukraine và còn hơn 1.900 người đang tham gia chiến đấu. Ngoài ra, báo cáo cho biết Ukraine nhận viện trợ từ 54 quốc gia và hơn 203 tỷ đô la Mỹ đã được chi cho các hoạt động viện trợ này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước ngoài đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine hơn 1.600 tên lửa và đạn pháo, hơn 200 hệ thống tên lửa phòng không, hơn 5.220 xe tăng thiết giáp và hơn 23.000 máy bay không người lái. Hiện Ukraine và phương Tây chưa bình luận về thông tin này. Liên quan đến viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine, có một loại vũ khí đã chứng tỏ được hiệu quả lớn và như vậy mà nhận được sự quan tâm từ quân đội Mỹ và của nhiều nước khác trên thế giới, đó là lựu pháo M777. Và sự quan tâm này lớn đến mức công ty B-System của Anh cho biết sẽ tái khởi động việc sản xuất các bộ phận cho pháo M777. B-System đã ký thỏa thuận ban đầu trị giá 50 triệu đô la Mỹ với quân đội Mỹ và sẽ làm việc với các nhà cung cấp ở Anh và Mỹ để sản xuất các cấu trúc titan với kế hoạch giao hàng đầu tiên vào năm 2025. Trong một diễn biến khác, The Kiev Independent dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Bỉ cho hay nước này sẽ điều 2 chiếc F-16 và 50 chuyên gia đến Đan Mạch từ tháng 3 đến tháng 9 để hỗ trợ huấn luyện các phi công Ukraine. Liên minh tiêm kích nhằm đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine được chính thức thành lập vào tháng 7 năm 2023 bởi 11 quốc gia đồng minh sáng lập và đã mở rộng ra 13 quốc gia. Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch đã thông báo sẽ gửi các máy bay F-16 cho Ukraine. Ước tính các phi công Ukraine có thể điều khiển F-16 sau mùa hè năm nay. Các gói vũ khí mới cập bến sẽ giúp hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ hơn trong các kế hoạch tác chiến sắp tới, đặc biệt giữa lúc có thông tin cho rằng chính quyền Kiev có thể đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mới trong năm 2024.
dù cuộc phản công của Ukraine đã rơi vào thế bế tắc và viện trợ từ phương Tây đang gặp khó, Kiev có dấu hiệu đang chuẩn bị cho một cuộc phản công vào năm sau. Đó là nhận định của chuyên gia an ninh kiêm cố vấn chính trị Đức Nicolas được báo Vel trích dẫn. Sau thất bại của cuộc phản công mùa hè, sự bi quan ngày càng lan rộng cùng với tin tức về việc quân đội Ukraine thiếu đạn dược, thiếu binh lính, khó khăn của phương Tây về viện trợ vũ khí và nhuệ khí sa sút. Tuy nhiên, ông Lang lập luận, nhiều người quên rằng Ukraine vẫn còn phần lớn xe tăng và xe chiến đấu bọc thép và nhiều loại vũ khí đã cam kết vẫn đang được chuyển giao. Ví dụ, theo cam kết sẽ có khoảng 200 xe tăng Leopard 1 của Đức được viện trợ, nhưng Ukraine mới nhận khoảng 30 chiếc. Hơn nữa, hơn 95% hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng chưa được sử dụng trong cuộc phản công. Dữ liệu này dựa trên ước tính của Oryx, một trang web nguồn mở của Hà Lan, chuyên phân tích dữ liệu về việc cung cấp và tiêu hủy các thiết bị quân sự. Tờ báo Vel lưu ý rằng, ở phía Nam, lực lượng Ukraine đang tìm cách mở rộng một đầu cầu trên tả ngạn sông Dnipro ở vùng Kherson do Nga kiểm soát. Từ đây đến Crimea chỉ có 60 km. Ông Lang nói, Ukraine vẫn còn những kế hoạch lớn. Điều này được chứng minh bằng danh sách vũ khí mà Ukraine mong muốn gửi sang Mỹ. Họ muốn có trực thăng tấn công Black Hawk và Apache, máy bay chiến đấu F-16 và F-18 tầm xa, hệ thống tên lửa, xe tăng Abrams, một số máy bay không người lái và đạn dược. Nhưng mọi người thực sự đang nói về F-18. Theo nhiều bài báo, tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, chưa bao giờ muốn tiến hành phản công mà không có yểm trợ trên không, và chỉ đồng ý thực hiện vì nhiều lý do chính trị. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ kế hoạch phản công lớn sau những tổn thất đáng kể trong các tuần đầu của chiến dịch. Giới chuyên gia nhận định rằng, bằng cách chuyển sang tấn công với các đơn vị nhỏ, tướng Zaluzhny đã giữ tính mạng binh lính, bảo vệ hệ thống vũ khí phương Tây và có thời gian tiếp tục chuẩn bị. Báo Vel cho rằng, Ukraine có thể đang thu thập lực lượng cho một cuộc phản công mới vào năm tới. Một trong những điểm khởi đầu có thể là đầu cầu ở Kherson. Với các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và máy bay không người lái cần thiết, Ukraine có thể yểm trợ hiệu quả để tiến quân, đặc biệt là kể từ khi hầu như không có cộng sự nào của Nga trong khu vực. Theo báo Vel, với các nguồn lực như vậy, tướng Zaluzhny sẽ có thể tiến hành phản công theo đúng ý định ban đầu của ông. Về phía vũ khí của Nga, The Wall Street Journal ngày 4 tháng 1 dẫn lời một số quan chức Mỹ ẩn danh cho rằng Nga dự định mua các tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran. Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, nhưng nói thêm rằng có khả năng Nga sẽ nhận được tên lửa vào mùa xuân năm 2024. Nga và Iran chưa bình luận về thông tin này. Một quốc gia khác cũng được cho là đang gửi vũ khí sang cho Moscow sử dụng trong xung đột với Ukraine là Triều Tiên. Hôm qua 4 tháng 1, Mỹ đã có tuyên bố cho rằng Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng. Về phía Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết chính sách của Mỹ khiến chiến tranh trở thành chuyện không thể tránh khỏi. Vì vậy, ông kêu gọi tăng cường sản xuất nhiều loại bị phóng tên lửa khác nhau, nói đây là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho tình huống phải so kè quân sự. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 5 tháng 1 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất xe mang phóng tự hành TEL ở nước này. Tại đây, ông Kim cho biết việc sản xuất nhiều loại phương tiện cho vũ khí chiến thuật và chiến lược là nhiệm vụ quan trọng trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhấn mạnh rằng vị trí và vai trò của nhà máy là rất quan trọng trước tình hình nghiêm trọng hiện nay đòi hỏi đất nước phải chuẩn bị vững vàng hơn cho một cuộc so kè quân sự với kẻ thù. Ông Kim chỉ ra các nhiệm vụ mà nhà máy phải hoàn thành, KCNA cho hay. Bản tin xuất hiện vài giờ sau khi Nhà Trắng hôm 4 tháng 1 cáo buộc Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, và lực lượng của Moscow đã bắn một vài quả tên lửa trong số đó trên chiến trường. Mỹ đưa ra cáo buộc mới nhất dựa trên thông tin tình báo mới được giải mật, đồng thời nói đây là sự leo thang đáng kể và đáng lo ngại, theo Reuters. Trong nhiều tháng qua, Washington đã cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp thiết bị quân sự cho Moscow để đổi lấy hỗ trợ kỹ thuật từ Nga, giúp Triều Tiên nâng cao năng lực quân sự. Triều Tiên vốn luôn phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga. Tại hội nghị trung ương quan trọng vào tuần trước, ông Kim đã ra lệnh cho quân đội, ngành công nghiệp đạn dược và lĩnh vực vũ khí hạt nhân Triều Tiên đẩy nhanh các nỗ lực chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời tuyên bố rằng chính sách của Mỹ khiến chiến tranh trở thành chuyện không thể tránh khỏi. Theo KCNA, ông Kim đã nêu cụ thể kế hoạch trước mắt về sản xuất các loại TEL khác nhau, kế hoạch sản xuất dài hạn và nhiệm vụ về năng lực sản xuất. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng một trở nên căng thẳng hơn trong vài tháng qua, khi Bình Nhưỡng nhiều lần phóng thử tên lửa, còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự.
Hàn Quốc và Mỹ gần đây tổ chức tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên biển tại khu vực gần biên giới với Triều Tiên. Bình Nhưỡng gọi đó là hành vi tự hủy diệt của Seoul. Như truyền hình báo Thanh Niên hôm qua có đưa tin, Triều Tiên đã cảnh báo nguy cơ xung đột sẽ cao nhất trong năm nay. Và trong ngày hôm nay, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên bắn khoảng 200 quả pháo ra ngoài khơi phía tây bán đảo, khiến Seoul phải sơ tán dân thường tại hai hòn đảo Tiền Tiêu tại Biển Vàng, tức Hoàng Hải. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi video sau. Quân đội Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 thông báo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khai hỏa hơn 200 quả đạn pháo dọc theo bờ Tây, buộc Hàn Quốc liên tiếp phát thông báo sơ tán khẩn đối với đảo Tiền Tiêu phía Tây là đảo Yeonpyeon. Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc chỉ đạo sơ tán khẩn cấp đối với dân thường ở đảo này trong lúc quân đội Triều Tiên có động thái khiêu khích về quân sự. Lệnh sơ tán xuống hầm trú bom đã được phát đi vào 12:02 và lần nữa vào 12:30 hôm 5 tháng 1, theo văn phòng địa phương. Chúng tôi đã ban hành lệnh sơ tán sau khi nhận được cuộc gọi từ một đơn vị quân đội cho biết họ đang thực hiện một vụ tấn công trên biển và đảo Yeonpyeong nhằm ứng phó tình huống khiêu khích từ phía Triều Tiên. Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc không nêu tên. Cũng theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc sau đó thông báo Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo từ bờ Tây của nước này về hướng hòn đảo. Triều Tiên bắn khoảng 200 quả đạn pháo gần đảo Yeonpyeong, một quan chức quốc phòng cho biết tại cuộc họp khẩn. Hiện không có thông tin thương vong lẫn thiệt hại đối với phía Hàn Quốc vì loạt pháo kích rơi phía vùng biển phía Bắc của đường giới hạn phía Bắc, giới tuyến trên biển giữa hai miền Triều Tiên. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2010, quân đội Triều Tiên đã nã pháo vào đảo Yeonpyeong khiến hai lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cùng hai dân thường thiệt mạng. Vụ việc khi ấy đánh dấu cuộc đụng độ thuộc dạng nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có công bố kế hoạch cùng với Mỹ hoàn thiện hệ thống răn đe vững chắc hơn để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên trong năm nay. Đáp lại, bà Kim Yo-yong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng kế hoạch răn đe của Hàn Quốc một lần nữa mang lại cho Triều Tiên lý do phải thúc đẩy nỗ lực đạt được lực lượng hạt nhân hùng mạnh. Sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói tuyên bố của bà Kim mang tính gượng ép vô nghĩa và tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên ngay lập tức, một cách mạnh mẽ và cho đến cùng. Lập trường của Triều Tiên về Hàn Quốc rõ ràng đã thay đổi và điều này được thể hiện trong bài phát biểu cuối năm 2023 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Kim tuyên bố ông không còn coi Hàn Quốc là đối tượng để hòa giải và thống nhất sau khi Seoul tuyên bố Bình Nhưỡng là kẻ thù. Nhà lãnh đạo đề cập đến tình trạng khủng hoảng dai dẳng không thể kiểm soát trên bán đảo Triều Tiên và cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc gây ra tình trạng này. Dựa trên đánh giá như vậy, ông Kim đã chỉ đạo xây dựng các biện pháp để tái tổ chức các cơ quan xử lý vấn đề Triều Tiên, qua đó Bình Nhưỡng sẽ thay đổi căn bản các nguyên tắc và đường lối trong quan hệ với Seoul. Mời quý vị cùng Mai Phương tìm hiểu về việc này qua video sau. Triều Tiên đang thay đổi cách xử lý các mối quan hệ với Hàn Quốc, ban hành những điều chỉnh chính sách mà về cơ bản sẽ coi Hàn Quốc như một quốc gia thù địch. Theo giới phân tích, động thái này sẽ phá vỡ chính sách đã tồn tại nhiều thập niên và có thể biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc nếu chiến tranh nổ ra trong tương lai. Cho đến nay, Triều Tiên không thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc vì họ có cùng nguồn gốc dân tộc. Giờ đây, trong các quy định liên quan đến nhà nước, Triều Tiên đã có lý do chính đáng để sử dụng vũ khí hạt nhân đối với các nước thù địch bất cứ lúc nào. Điều này đã khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang hơn bao giờ hết. Ông Moon Jae-in cũng cho rằng dường như Triều Tiên hiện xem quan hệ liên Triều là một khái niệm phụ của quan hệ Mỹ-Triều. Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc trong bế tắc, cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều có chính sách đối xử với nhau khác biệt so với các nước khác. Điều đó bao gồm xử lý quan hệ liên Triều dựa vào các cơ quan và bộ đặc biệt chứ không phải qua Bộ Ngoại giao. Hai nước cũng thực hiện các chính sách hướng tới thống nhất hòa bình trong tương lai mà viễn cảnh thường là một quốc gia với hai hệ thống. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại cuộc họp đảng cuối năm 2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng việc thống nhất hòa bình là không thể thực hiện và ám chỉ quan hệ đang thay đổi với bên mà ông gọi là kẻ thù. Nhu cầu cấp bách hiện nay với Triều Tiên là thiết lập một lập trường mới về quan hệ liên Triều và chính sách thống nhất. Lúc này chúng ta cần thừa nhận thực tế và làm rõ mối quan hệ với Hàn Quốc. Ông cũng ra lệnh cho quân đội chuẩn bị làm chủ miền Nam trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Mức độ thay đổi về mặt tổ chức là không rõ ràng. Một số nhà phân tích cho rằng những tuyên bố của Triều Tiên đơn giản chỉ để phản ánh thực tế chia rẽ sâu sắc giữa hai nước. Họ dự đoán rằng giờ đây khi gồm từ đã phản ánh sắc sao hơn hiện trạng, khó có khả năng sẽ xuất hiện thay đổi lớn trong quan hệ vốn đã thù nghịch giữa hai miền Triều Tiên.
Liên quan đến xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết Israel sẽ tấn công có mục tiêu hơn ở phía bắc Gaza, trong khi vẫn tiếp tục tìm diệt các thủ lĩnh Hamas ở phía nam lãnh thổ này. Thông báo được đưa ra giữa lúc Israel tiếp tục rút lực lượng ở Gaza để hàng ngàn quân nhân dự bị có thể quay trở lại với công việc của họ trước áp lực quốc tế ngày càng gia tăng. Ở phía nam của lãnh thổ bị cô lập, nơi dân thường Palestine chạy loạn đang phải lưu trú trong lều trại cũng như ở những nơi trú ẩn tạm thời, Israel sẽ tiếp tục nỗ lực truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas cũng như giải cứu con tin. Bộ trưởng Quốc phòng Gallant nhấn mạnh Hamas sẽ không còn kiểm soát Gaza sau chiến sự và Israel sẽ bảo lưu quyền tự do tiến hành hoạt động quân sự của mình. Tuy nhiên, ông cũng nói Gaza ngày sau sẽ không có sự hiện diện dân sự của Israel và các tổ chức của người Palestine sẽ chịu trách nhiệm quản lý khu vực này. Theo cơ quan y tế Gaza, xung đột bùng nổ từ ngày 7 tháng 10 giữa Hamas và Israel đã làm thiệt mạng hơn 22.000 người ở lãnh thổ này, buộc hầu hết trong số 2,3 triệu cư dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa và biến phần lớn Gaza thành đống đổ nát. Cộng đồng quốc tế đã tăng cường lên án hoạt động quân sự của Israel, đồng thời kêu gọi các bên đi đến ngừng bắn ngay lập tức. Song Mỹ, đồng minh lớn nhất của Israel, không ủng hộ ngừng bắn lâu dài, bất chấp sức ép quốc tế ngày càng gia tăng cũng như những rạn nứt gần đây trong quan hệ hai nước vì cuộc chiến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình tại các điểm nóng xung đột ngày 5 tháng 1 của Báo Thanh Niên. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Mai Phương mến chào tạm biệt quý vị khán giả.